Chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy bất ngờ và thú vị khi chiêm ngưỡng những chú bò khổng lồ với cặp sừng lớn nhất thế giới. Bò Watusi là giống bò hiếm có hình dạng quái dị, độc đáo nhưng chất lượng thịt lại rất thơm ngon và bổ dưỡng. Vậy, người ta chăm sóc và chăn nuôi giống bò khổng lồ này như thế nào? Mời các bạn cùng tôi tìm hiểu trong video này nha! Khám phá trang trại bò thịt Watusi. Bò Watusi, một giống bò cổ xưa đầy ấn tượng, có nguồn gốc Đông Phi, kéo dài cách đây 6.000 năm. Chúng được gọi là vị vua của các loài gia súc ở vùng đất này bởi chúng là quyết định sự giàu có của người dân bản địa. Ngày nay, loài bò này được nhân giống và nuôi dưỡng tại nhiều trang trại của miền Tây nước Mỹ. Watusi là loài bò nổi bật nhất trong vương quốc bò. Chúng là loài vật có kích thước trung bình, có sừng dài và đường kính lớn. Chúng thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện. Cũng bởi vẻ bề ngoài kỳ lạ mà giống bò này còn thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan. Ngày nay, bò Watusi được biết đến như là loài gia súc có sừng lớn nhất trên thế giới, có tổng chiều dài lên tới 8 feet và chu vi là 20-30 inch. Nhiều trang trại khai thác bò Watusi trở thành biểu tượng dành cho du khách đến chiêm ngưỡng. Dáng bề ngoài của bò Watusi không khác gì bò thường nếu không có cặp sừng ấn tượng. Nhìn sừng bò Watusi, chúng ta liên tưởng ngay đến những con linh dương hoang dã với cặp sừng to khỏe để phòng thủ kẻ săn mồi. Tại các trang trại ngoài trời, việc chăn thả bò Watusi cũng rất dễ dàng. Chúng có thể tự do kiếm ăn trên cánh đồng màu mỡ. Người chủ trang trại có thể bổ sung thức ăn ủ chua và rơm khô để cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho bò. Các chuồng trại đủ rộng rãi để chúng có thể nghỉ ngơi và hoạt động thoải mái. Một con bò Watusi trưởng thành có thể nặng từ 410 đến 730 kg, có thể cao tới hơn 2,4 m và có giá tới 500 USD một con. Bởi thế mà việc chăn nuôi giống bò này cũng mang lại nhiều lợi nhuận cho các chủ trang trại. Bò Watusi là loài động vật rất khỏe mạnh, dễ thích nghi tốt với khí hậu địa phương. Vì vậy, việc bắt đầu kinh doanh chăn nuôi sẽ tương đối dễ dàng. Mặc dù là giống bò hiếm, nhưng các trang trại đã áp dụng thành công trong việc chăn nuôi. Chúng được chăn thả tại các trang trại ngoài trời, thích nghi với thời tiết và nhiệt độ hoàn toàn tự nhiên. Điều này khiến chất lượng sữa và thịt bò Watusi thơm ngon hơn. Đối với bộ tộc Mundari ở Nam Sudan, bò Watusi là tất cả tài sản quý giá nhất đối với họ. Dường như mỗi người dân ở đây dành cả đời để chăm sóc chúng. Giống bò này cũng đại diện cho tài sản và sự giàu có của mỗi người dân. Người Mundari xem chúng như là tài sản quý giá nhất của mình và sẵn sàng trang bị vũ khí để bảo vệ chúng. Súng của họ không phải để giết người mà chỉ để bảo vệ đàn bò. Sữa là một trong những lợi ích lớn mà đàn bò Watusi mang lại cho bộ tộc. Chúng không chỉ được xem là một tủ chứa thức ăn di động, một phương thuốc mà còn là của hồi môn đối với tộc Mundari. Đàn bò là nguồn cung dinh dưỡng chủ yếu của cả bộ tộc. Ở châu Phi, bò Watusi được coi là biểu tượng địa vị nên chúng hiếm khi bị giết thịt để lấy thịt. Mục đích duy nhất khác của việc chăn nuôi gia súc là lấy sữa. Tuy nhiên, chúng sản xuất sữa rất kém, chỉ dưới 1 lít mỗi ngày trong thời kỳ cho con bú.
Kỳ có một số đàn gia súc Watusi, chủ của chúng giết mổ chúng để lấy thịt chất lượng cao, ít béo, ít cholesterol. Việc nuôi chúng để làm thực phẩm là hợp pháp vì chúng không được coi là động vật hoang dã. Một số trang trại ngoài trời chăn thả bò Watusi còn tổ chức cho khách du lịch săn bắn để trải nghiệm. Họ phải trả phí săn những con bò này và chế lợi phẩm sẽ mang đi chế biến và du khách có thể thưởng thức thịt bò Watusi ngay tại trang trại đó. Đó cũng là một hình thức kinh doanh ở một số trang trại nuôi bò khổng lồ. Cầu buôn bán, trao đổi vật nuôi giữa các nơi ngày càng phát triển, đòi hỏi ngành vận chuyển hàng hóa phát triển vượt bậc để đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, chúng ta thấy mỗi ngày có hàng triệu gia súc được vận chuyển từ nơi này đến nơi khác. Mỗi loài cần đảm bảo điều kiện riêng biệt. Vậy, những giống bò khổng lồ lớn nhất thế giới sẽ được vận chuyển bằng cách nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong video này nha! Làm thế nào để vận chuyển những con bò lớn nhất thế giới? Việc vận chuyển những con bò có kích thước lớn sẽ khiến các nhà vận chuyển áp lực hơn bình thường. Vì vậy, các phương tiện vận chuyển cần được chú trọng, đảm bảo an toàn và vệ sinh, đáp ứng đủ tiêu chuẩn phúc lợi cho vật nuôi. Có thùng chứa lớn là sự lựa chọn hàng đầu trong vận chuyển gia súc. Khắp mặt đều là kim loại, đảm bảo sự chắc chắn và bền vững. Hai mặt bên của thùng xe đảm bảo các lỗ thông gió giúp lưu thông không khí. Như vậy, bò được vận chuyển sẽ cảm thấy dễ chịu. Phần sàn đảm bảo chống trượt, giúp bò có thể đứng vững và di chuyển dễ dàng. Nhìn chung, xe vận chuyển những giống bò lớn nhất cũng không khác gì những xe tải thông thường. Tuy nhiên, mật độ và số lượng bò vận chuyển sẽ khác nhau. Quan trọng nhất là đảm bảo sức khỏe tốt cho bò trong quá trình di chuyển. Việc vận chuyển bò đến các nước xa xôi, có đường biển, người ta có thể lựa chọn tàu thủy làm phương tiện. Vừa có tốc độ nhanh, lại có thể vận chuyển số lượng lớn. Vì thế, đây là sự ưu tiên hàng đầu.
Những con bò to lớn được vận chuyển từ trang trại đến bến cảng bằng những chiếc xe tải chuyên dùng vận chuyển gia súc. Mỗi xe đầu kéo với 3 thùng chứa như đoàn tàu nhỏ có thể vận chuyển vài trăm con bò một lúc, vừa tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Trên tàu chở hàng được trang bị đầy đủ thức ăn, nước uống và các thiết bị y tế đảm bảo môi trường tốt nhất cho những con bò. Đường bộ, đường biển phát triển mà ngay cả đường hàng không cũng phục vụ việc chuyên chở hàng hóa. Lúc này, bò sẽ được đưa vào các chuồng nhỏ chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo chúng có thể thoải mái. Khi chuồng nhỏ được sắp xếp gọn gàng lên máy bay, chỉ một thời gian ngắn sau, bò sẽ đặt chân đến vùng đất mới. Chăm sóc những loài bò lớn không phải là chuyện dễ dàng, nhất là ở các trang trại nhỏ truyền thống sử dụng 100% nhân công. Những con bò khổng lồ có trọng lượng vài trăm kg không chỉ lượng thức ăn lớn mà lượng chất thải hàng ngày cũng không hề ít. Chưa kể đến việc vận chuyển chúng sẽ khó khăn hơn những giống bò thường. Với thân hình cao lớn, trọng lượng lên tới 800 kg thì con bò Burma này cần được vận chuyển đặc biệt bởi chiếc xe kéo chuyên dụng. Nếu là nhu cầu trao đổi bò giống thì người ta có thể vận chuyển một con bò lớn này một cách dễ dàng. Nhưng cả một trang trại bò Burma sẽ vận chuyển bằng cách nào? Hiện nay, bò Burma được nuôi rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới do khả năng thích nghi cao, có sức đề kháng tốt với bệnh tật, sinh trưởng nhanh, được nhiều nước trên thế giới đã nhập để nuôi thuần và sử dụng lai tạo với bò địa phương nhằm nâng cao tầm vóc và sức sản xuất. Kích thước lớn nên bò Burma cung cấp sản lượng thịt cao hơn các giống bò khác. Vì vậy, giống bò này rất được ưa chuộng trên khắp thế giới. Việc vận chuyển bò xuyên quốc gia trở nên phổ biến ở mọi nơi. Ngày nay, ngành công nghiệp chăn nuôi phát triển trên khắp thế giới, các trang trại lớn nhỏ được ra đời và các nhà nghiên cứu thì không ngừng cho lai tạo thành các giống bò mới, cung cấp sản lượng cao sữa và thịt. Kéo theo nhu cầu xuất khẩu giống bò mới được phát triển khắp nơi trên thế giới, không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân mà còn giúp chủ trang trại thu về khoản lợi nhuận lớn. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng chúng mình sẽ đem đến cho các bạn một chủ đề hấp dẫn. Cảm nhận của các bạn hôm nay như thế nào? Hãy comment thật nhiều ở bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên hãy nhấn like, subscribe, share để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.